Madame Pang gặp lại U23 Việt Nam như đá chung kết. Bà Nufan Lamsam, Madame Pang nhận định đội thắng trong cặp đấu giữa U23, Thái Lan và Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng. Trận đầu tiên luôn khó khăn, nhất là khi chạm trán U23 Việt Nam. Tôi cảm thấy đây giống như trận chung kết, bởi đội nào giành 3 điểm sẽ có cơ hội lớn đi tiếp vào vòng trong. Các cầu thủ phải đoàn kết, tập trung trong suốt 90 phút. Quan trọng là không thể sơ suất, vì U23 Việt Nam từng là á quân giải đấu năm 2018. Mathieu Jung trích chia sẻ của Madame Pang. Người Thái sẽ có cuộc tái đấu U23 Việt Nam chỉ chưa đầy 2 tuần sau thất bại ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Lần này sẽ là trận ra quân vòng bảng tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Những trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn có gì đó đặc biệt. Thái Lan thua ở cuộc đối đầu gần nhất nhưng sẽ trở lại mạnh mẽ. Đội hình hiện tại là sự kết hợp giữa các cầu thủ Thái gốc và Thái Kiều. Chúng tôi sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam, nữ trưởng đoàn Thái Lan nhận định. Trong danh sách U23 Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á, có 9 người đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó có tới 8 cầu thủ chơi bóng tại châu Âu và 1 người thi đấu ở Nhật Bản. Thanawat Sumchithagun, Leicester City, Anh. Benjamin Davis, Oxford United, Anh. Jonathan Kennedy, Nicolas Mikkelsen, Odense, Đan Mạch là những gương mặt nổi bật. U23 Thái Lan cùng Australia là hai đội có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nhất tại giải. Trong khi đó, U23 Việt Nam sử dụng các cầu thủ đang thi đấu trong nước. Mai Chiến đang muốn trả món nợ thua không buộc trước U23 Việt Nam tại trận tranh huy chương vàng SEA Games 31 hôm ngày 22 tháng 5 trên sân Mỹ Đình. Ngoài ra, đội thắng trong trận đấu này sẽ có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng khi hai đối thủ còn lại là Malaysia và Hàn Quốc. Trận đấu giữa U23 Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 22 giờ tối nay giờ Hà Nội. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.